Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Miền Trung những ngày bão lũ, người dân oằn mình gánh chịu cơn thịnh nộ kép của thiên tai. Khi hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão Noru còn chưa kịp khắc phục, thì từ đại ngàn lũ ống lũ quét lại cuồn cuộn đổ về trong đêm, cuốn cả gia sản, nhà cửa lẫn con người trôi theo dòng nước. Trong đại hoạn đó, lực lượng công an lại xung phong lên đường, đến với nhân dân vùng lũ, gồng mình cùng bà con chống chọi, khắc phục hậu quả thiên tai, tan hoang huyện biên giới sau trận lũ quét trong đêm. Rạng sáng ngày 2 tháng 10, người dân bản Sơn Hà, xã Tả Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng bị đánh thức bởi tiếng mưa mỗi lúc một to, cùng với đó là nước từ thượng nguồn đổ về, càng gần sáng, lưu lượng càng lớn. Vốn quen sống chung với lũ, nhiều gia đình vội vã trở dậy để kê cao đồ đạc, lúa gia súc gia cầm đến vị trí an toàn để tránh lũ ống lũ quét. Vợ chồng chị và Y Giờ, sinh năm 1995, trú tại bản Sơn Hà, xã Cà Tạ cũng vậy. Thấy nước từ thượng nguồn chảy về mỗi lúc một lớn, chị trao đứa con gái út mới 4 tháng tuổi cho hai đứa con lớn trông, còn hai vợ chồng tranh thủ kê cao đồ đạc. Trong lúc đang loay hoay dọn dẹp trong nhà, bất ngờ trong đêm tối, chị Giờ nghe tiếng động lớn, tiếng rung lắc sầm sập xung quanh. Chưa kịp định thần thì bất ngờ một đợt lũ ống từ trên núi ập xuống băng qua ngôi nhà cấp 4 của gia đình, cuốn theo mọi thứ, cả hai vợ chồng chị cũng bị dòng nước cuốn dạt vào một góc nhà. Trong lẫn tạp âm thanh của dông bão, chị Giờ bừng tỉnh khi nghe tiếng con khóc thét. Bản năng người mẹ trỗi dậy, chị lao ra dòng nước lũ để tìm con thì cả mấy đứa trẻ đều bị nước cuốn văng ra khỏi nhà. May mắn hai đứa lớn kịp bấu víu vào bờ cây bên đường nên cứu được, còn đứa út bị dòng nước cuốn đi mất. Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều hôm sau, thi thể cháu bé mới được tìm thấy, cách vị trí ngôi nhà khoảng 50m về phía hạ lưu. Trận lũ quét kinh hoàng trong đêm hôm ấy đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn, với hàng chục ngôi nhà bị sập, chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều gia đình bị mất trắng, cùng với đó là hàng mét khối bùn đất, cây xanh, đá tảng ngổn ngang trên khắp con đường của thị trấn Mường Xén. Phần lớn cơ quan, công sở, nhà dân ở khu vực khối 1 của thị trấn bị bùn non và đất đá ngập dày hơn 2m. Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy trận lũ quét đã khiến 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ô tô bị trôi, 10 ô tô bị ngập trong bùn đất. Mưa lũ cũng đã làm sập hoàn toàn nhà làm việc của công an xã Tả Cạ. Đến chiều tối ngày 3 tháng 10, hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tả Cạ vẫn còn hơn 230 hộ bị cô lập. Để tiếp cận, lực lượng cứu trợ phải chặt tre làm cầu tạm bắc qua điểm sạt lở hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết, ngay từ trưa ngày 1 tháng 10, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa to, nước từ sông Cả dâng lên cao bất thường. Công an huyện Kỳ Sơn quán triệt đến toàn bộ lực lượng công an xã, anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bám sát cơ sở địa bàn để cảnh báo người dân không đi qua những vùng nguy hiểm như khe suối, cầu tràn, đồng thời hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc tài sản lên cao để phòng ngập nước gây hư hỏng. Đặc biệt sau trận lũ ống lũ quét qua bản Sơn Hà, công an huyện đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ có mặt tại địa bàn để di chuyển người dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Cùng với đó chung tay giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển lớp bùn đất vùi lấp quanh nhà để cứu tài sản, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất. Tiếp sức cùng công an huyện Kỳ Sơn, công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ từ chiều tối ngày 2 tháng 10, vượt quãng đường hơn 250 km xung kích lên đường đến với bà con vùng lũ. Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả với quyết tâm sớm đưa cuộc sống của người dân nơi huyện miền núi Kỳ Sơn trở lại bình thường. Công an các huyện Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong cũng lập các đoàn công tác trực tiếp đến với tâm lũ để giúp đỡ nhân dân Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, cùng với các lực lượng khác như quân đội, bộ đội biên phòng, các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là đưa các nhu yếu phẩm, nước uống cho các hộ dân đang bị cô lập. Cùng với đó, lực lượng 4 tại chỗ của địa phương và người dân cùng nhau hỗ trợ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục gặp nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước bùn ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông nên công tác khắc phục dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.
Không riêng gì địa bàn huyện Kỳ Sơn, trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung, trong đó tập trung lượng mưa lớn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương như Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nghệ An, Đức Thọ, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 3 tháng 10, mưa lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm 8 người chết, hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 14.033 ngôi nhà khác bị ngập. Mưa lũ cũng làm hàng trăm nghìn hecta hoa màu, ao hồ và gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi. Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối với các vùng đồng bằng bị lũ lụt chia cắt, để kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an cơ sở tại các vùng bị ngập lụt, ứng trực 100% quân số để sát cánh cùng bà con trong những ngày chống chọi với cơn đại hồng thủy, giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông tình nguyện trở thành những cọc tiêu sống tại các tuyến đường bị ngập nước hoặc bị chia cắt do sạt lở đất để hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, tại nhiều vị trí cầu tràn, đường liên thôn, liên xã hoặc một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ bị ngập nước chảy xiết do lũ dâng, lực lượng công an xã cắt cử người căng dây, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24 giờ hàng ngày để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi người dân cố tình băng qua. Tính đến thời điểm này, đối với các vùng đồng bằng và hạ du, nước lũ bắt đầu rút trên diện rộng. Nước xuống đến đâu, lực lượng công an cùng nhân dân và các tổ chức đoàn thể khác tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn bùn non tại nhà dân, các công sở, trường học để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường ngay sau khi nước lũ đi qua. Riêng tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, công tác khắc phục hậu quả của trận lũ quét dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần đến hơn 10 ngày. Trong quãng thời gian đó, lực lượng công an sẽ cùng ăn, cùng ở và cùng chung tay với bà con để dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại cho đến khi người dân có cuộc sống ổn định, an yên hơn sau cơn đại hồng thủy. Nghệ An còn hơn 1.000 nhà ngập, 2 xã đang bị cô lập. Toàn tỉnh Nghệ An hiện còn 1.096 nhà bị ngập, so với thời điểm ngập cao nhất là 17.489 ngày 30 tháng 9, hiện số nhà ngập đã giảm 16.393 nhà. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 10, toàn tỉnh hiện có 1.096 nhà bị ngập, 221 hộ phải di rời do ngập sạt lở đất. Số nhà ngập đã giảm 16.393 nhà so với thời điểm ngập cao nhất là 17.489 nhà ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, tại huyện Hưng Nguyên vẫn còn 519 nhà ngập do ở ven sông Lam, huyện Nam Đàn, Tân Kỳ và thành phố Vinh, mỗi nơi 150 nhà, huyện Nam Đàn 166 nhà, rốn lũ Quỳnh Lưu còn 20 nhà ngập. Số hộ dân phải di rời do ngập sạt lở cũng giảm so với thời điểm phải di rời lớn nhất là 1.392 hộ ngày 2 tháng 10. Hiện 25 người phải sơ tán huyện Kỳ Sơn, 86 nhà thiệt hại trên 70%, 347 nhà bị hư hỏng tốc mái, 284 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 110 hộ có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất, 2 xã bị chia cắt huyện Kỳ Sơn, 36 xóm bản bị cô lập, 557 hộ bị chia cắt, 8 hecta đất bị sạt lở huyện Anh Sơn. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Nghệ An, hiện vẫn còn 36 điểm trường bị ngập, 24 phòng học bị tốc mái, 1.016 mét tường rào trường học bị đổ, còn 3 vị trí ngập đang đóng đường. Các vị trí ngập được đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương, công an, thanh tra giao thông vận tải bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24 giờ để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đợt mưa lũ từ ngày 28 tháng 9 đến nay đã khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại rất lớn, trong đó huyện Kỳ Sơn thiệt hại nặng nhất khoảng 100 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, đến chiều ngày 4 tháng 10, mưa lũ lớn đã làm chết một người ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. 233 nhà bị thiệt hại, cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trôi 72 xe máy, 118 chiếc xe máy điện, xe đạp bị vùi lấp. Mưa lũ làm ngập và sạt lở tắc đường rất nghiêm trọng 4 điểm tuyến đường Mường Xén đến Tây Sơn. Hiện nay, xã Tây Sơn đã bị cô lập hoàn toàn. Đường quốc lộ 7, địa bàn xã Tà Cạ, Nậm Cắn, sạt lở trên 11 điểm. Hiện tại, phương tiện không thể lưu thông. Từ khi xảy ra lũ quét, tối ngày 2 tháng 10 cho đến sáng ngày 4 tháng 10, nước lũ đang chảy xiết nên không thể tiếp cận được bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, dẫn đến cô lập 236 hộ trên 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà với 83 hộ trên 415 nhân khẩu. Đến chiều ngày 4 tháng 10, các lực lượng hỗ trợ làm cầu tạm để vượt suối đi bộ vào bản. Do tuyến đường Mường Xén đến Tây Sơn sạt lở nghiêm trọng nên toàn bộ xã Tây Sơn hiện tại chưa thể tiếp cận được. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 2977 UBND
về việc phân bổ 693,525 tấn gạo cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ số gạo này cho 10.340 hộ với 46.235 khẩu thiếu đói, 15kg gạo một khẩu. Với 6 huyện miền núi từ nguồn dự trữ quốc gia, các huyện được phân bổ gạo cứu đói gồm Kỳ Sơn gần 301 tấn, Tương Dương gần 150 tấn, Quỳ Châu hơn 88,3 tấn, Quế Phong hơn 75 tấn, Con Cuông 58,5 tấn, Anh Sơn gần 21 tấn. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân các huyện tại trung tâm các huyện đảm bảo chất lượng kịp thời. Việc vận chuyển gạo cho các huyện hoàn thành trước ngày 10 tháng 10. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.